Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 2, Arabica vẫn ở mức cao nhất 10 năm qua. Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 2 trong khoảng 41.200 đến 41.800 đồng mỗi kg. Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá cà phê thế giới chững lại và điều chỉnh giảm nhẹ. Tuy vậy, Arabica vẫn đứng ở mức cao nhất 10 năm qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 41.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng mỗi kg, Chư Prông ở Pleiku và Lager dại cùng giá 41.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.700 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm 1 USD mỗi tấn ở mức 2.289 USD mỗi tấn giao tháng 5 năm 2022 giữ ở mức 2.274 USD mỗi tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 0,75 CLB, ở mức 251,5 CLB, giao tháng 5 năm 2022 giảm 2,05 CLB, ở mức 250,65 CLB. Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá cà phê thế giới trứng lại và điều chỉnh giảm nhẹ. Tuy vậy, Azabica vẫn đứng ở mức cao nhất 10 năm qua, tồn kho của hai sàn dừng giảm và tăng nhẹ đẩy giá cà phê mất đà tăng, trong khi đó những thông tin tích cực về việc tăng giá bán lẻ cà phê giúp Robusta đứng vững. SDX sụt giảm suốt cả tuần đã kích thích đầu cơ tăng mua hàng hóa, kết hợp với việc đón đầu chính sách, các biến động của cung, cầu, tình hình địa chính trị, tác động của dịch bệnh cũng là tác nhân đẩy giá cà phê tiếp tục gia tăng trên cả hai sàn. Với mặt hàng cà phê thường giao dịch theo phương thức giao sau, việc tăng giá quá nhanh sẽ là một yếu tố bất lợi khi nhà nông không muốn giao hàng vì họ không muốn bị thua lỗ. Điều này đã từng xảy ra ở các nước sản xuất cà phê Arabica lớn của thế giới. Khảo sát mới nhất của Reuters đã đưa ra dự báo giá cà phê Robusta sẽ về dưới mức 2.000 đô la mỗi tấn trong quý II khi Brazil vào thu hoạch Robusta vụ mới năm nay và đẩy mạnh bán ra. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 2, đại lý ghim giá, thị trường liệu có giảm. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 2 trong khoảng 84.000 đến 87.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam đã bị Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới niêm yết giảm 50 USD mỗi tấn trong ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 84.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 87.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 86.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. So với đầu tháng, giá tiêu trong nước tăng 4.500 đồng mỗi kg. Sau chuỗi ngày tăng lếp tiếp, thị trường trong nước có dấu hiệu trứng lại. Theo phản ánh, nhiều đại lý đang tranh thủ hạ giá mua vào. Cùng diễn biến thị trường trong nước, giá tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam đã bị Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới niêm yết giảm 50 USD mỗi tấn trong ngày hôm qua. Thời điểm hiện tại, vụ thu hoạch hồ tiêu đã phạt chính vụ trên khắp các vùng sản xuất như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, nhưng chi phí nhân công, giá vật tư, phân bón tăng cao đã khiến nhiều người chán nản khi lãi không là bao, thậm chí có thể thua lỗ. Theo các chuyên gia, thời gian để bán tiêu ra vẫn còn rất dài nên nông dân chưa nên vội bán. Năm nay tiêu nhiều vùng mất mùa, năng suất giảm hơn nữa giá tiêu đã đứng ở mức thấp suốt mấy năm nay. Chính vì vậy ngay thời điểm này tiêu đang bị ghim giá người chồng nên giữ lại. Ông Đỗ Hàn Nam, nguyên chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam nhận định, chỉ cần Việt Nam không bán ra là hồ tiêu sẽ tăng giá. Tôi biết có những nông dân có thể chữ hồ tiêu trong 3 năm, không cần bán ngay khi thu hoạch như nhiều nông sản khác là yếu tố để hồ tiêu tăng giá.